Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh Bajaj Bolsa NS 200 2020 và NS 200 2020 được bổ sung thêm tùy chọn màu sắc mới. Bajaj Bolsa NS 200 và NS 200 2020 được thêm những gam màu sắc mới cho người dùng dễ dàng lựa chọn hơn. Sau 8 năm có mặt tại thị trường Ấn Độ, bộ đôi Bajaj Bolsa NS 200 và NS 200 2010 vừa được bổ sung thêm hàng loạt những gam màu sắc mới đẹp hơn, trong khi đó trang bị tiêu chuẩn cùng với những thông số kỹ thuật vẫn được giữ lại như là người tiền nhiệm, với một cái diện mạo hút người hơn. Tính tại điểm hiện tại thì cái dòng nước cơ bài Bolsa NS 200 2010 tại thị trường Ấn Độ có sẵn là 4 màu sắc dễ dàng cho khách hàng dễ dàng lựa chọn, bao gồm như là Maximum Red, Metallic Burst White, Bitter Green và Plasma Satin Blue. Tất cả các màu này đều khiến cho cái chiếc NS 200 2010 trở nên đẹp mắt và đem lại cái cảm giác tràn đầy năng lượng đậm cái chất thể thao. Còn đối với người anh em là NS 200 2010, khách hàng cũng sẽ có thể lựa chọn 3 gam màu sắc mới bao gồm như Maximum Red, Metallic Burst White và Bitter Green. Ngoài những gam màu sắc mới, bộ đôi Bolsa NS 200 và NS 200 2010 sở hữu cho mình cái dàn áo với đồ họa họa tiết mới đẹp mắt hơn, các cặp vành hợp kim màu trắng khá nổi bật, yên xe mới cùng một số bộ phận mang cho mình thiết kế lấy cảm hứng từ sợi carbon. Cả cái chiếc NS 200 và NS 200 phiên bản mới không có bất cứ những thay đổi nào về mặt kỹ thuật. Cung cấp sức mạnh là có động cơ BS6 xăng đơn, dung tích là 199.5cc, đa mát bằng chất lỏng, phun xăng tử cho ra các công suất đa 24.5 lực, tại vòng tua máy là 9.750 vòng trên phút, moment sức đại 18.7 Nm, tại vòng tua máy là 8.000 vòng trên phút, đi cùng hộp số còn tài 6 cấp rất quen thuộc. Về mặt mức giá bán của bộ đôi là Bajaj Bolsa NS 200 2020 tại thị trường Ấn Độ có mức giá công ít, có mức giá niêm yết rơi vào khoảng là 152.000 rupee, tương đương khoảng là 48 triệu Việt đồng. Còn phiên bản NS 200 2020 thì có mức giá bán rơi vào khoảng là 131.000 rupee, tương đương khoảng là 41 triệu Việt đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Hãy đăng ký kênh, nhấn like, subscribe.